Dạ, thưa giáo sư, nhưng về cái nhạc cung đình ấy, thì nó có nhiều điểm giống với lại nhạc Trung Quốc, nhưng mà nhạc dân gian của chúng ta đó, thứ nhất là về dân ca, thì xin giáo sư là có những cái điểm nào giống Trung Quốc không, và xin giáo sư cho biết những cái độc đáo của dân ca Việt Nam. Không, nói tôi nói này, nhạc cung đình nó giống là giống từ hồi xưa đó, chứ mà bắt đầu từ đời nhà Lê đó đã là thay đổi rồi. Từ Lê Triều Hội Điển, Lê Triều lịch triều Hiến Dương loại chí đã khác rồi. Qua tới đời nhà Nguyễn mà khi Minh Mạng Chánh Yếu đưa ra thì có cả một cái lối nhạc khác, cho nên nhạc triều đình của Việt Nam bây giờ khác hẳn nhạc triều đình của Trung Quốc, mà có một cái sắc thái vô cùng đặc biệt của người Việt Nam. Còn trong dân ca thì lại tất nhiên là dân ca là những cái loại loại ca khúc mà nó dính liền với đời sống của con người. Từ lúc mới sinh ra là có những tiếng hát ru, lớn lên trẻ em hát, trẻ em chơi, ra ngoài đồng có những cái đối ca nam nữ để mà hát, quên cái nhọc nhằn của công việc làm. Đồng thời nó có một cái phóng khoáng, nó dính liền với cả cái môi trường, những cái khung cảnh đồng ruộng mênh mông, tiếng ca bát ngát, nó làm cho người ta phấn khởi làm việc và làm việc quên mệt, tức là làm việc có một cái năng lực rất cao. Mà cái tất cả cái chuyện mà lúa mà khi gặt được rồi, chúng tôi nghĩ rằng nó cũng có dồi dào hơn những cái thửa ruộng mà người ta chỉ cúi đầu làm việc không. Rồi thì đó, cái đó là một cái nó vô cùng phong phú. Và trong dân ca Việt Nam nó có một cái điểm mà chúng tôi để ý thấy đó, là đa số dân ca Việt Nam dựa lên trên một cái lời thơ hoàn toàn Việt Nam là lục bát. Lục bát và lục bát biến thể. Đồng thời nó có những cái lối nhạc Việt Nam hoặc là biền ngẫu theo Việt Nam, thì dân ca Việt Nam nó dính liền như thế, nó không có những cái năm chữ bảy chữ như là thơ Đường Luật của những người mà học gì nho học, những người nho sĩ. Còn trong dân gian thì nhất định là lục bát và lục bát biến thể, thì trên cái cơ sở lục bát biến thể đó nó sinh ra không biết bao nhiêu là điệu, mà người ta cứ tưởng rằng lục bát biến thể nó có một cái hệ thống trắc bình nhất định, mà nó ta bị bó buộc trong cái lời thơ đó. Nhưng bó buộc lời thơ đó mình vẫn vượt ra ngoài, và cái vượt ra ngoài đó là một cái cá tính của dân ca Việt Nam, tức là không bị cái hệ thống thanh vọng làm cho mình bị cô đọng lại, mà mình vượt ra ngoài, mình đi lên cao rồi, mà nó rất nhiều lắm, nó dính liền với đời sống hàng ngày. Cho nên vui cũng hát, buồn cũng hát, đau ốm cũng hát, khi sanh ra cũng hát, mà khi trở về với cát bụi cũng có câu hò đưa linh để đưa cho con người trở về nơi chín suối. Từ giáo sư thì theo giáo sư thì có những cái làn điệu nào dân ca, liệu có một cái làn điệu dân ca nào mà có thể phổ biến rộng rãi trên thế giới được không, và nếu ta muốn thì có cách nào để ta làm phổ biến? Nếu mà dân ca mà phổ biến trên thế giới thì cũng thật ra cũng ít có, bởi vì dân ca nước nào nó cũng phù hợp với cái bản chất của dân tộc đó. Thì dân tộc là tự nhiên dân ca của Pháp thì chỉ phổ biến trong những nước nói tiếng Pháp, chứ không có đi qua tới những cái nước của, mà nói tiếng Anh hay là tiếng Đức. Chỉ có những cái ca khúc mới bây giờ thì do nơi cái sự mà quảng cáo rầm rộ của những phương tiện truyền thông đặc biệt thì bắt buộc người ta phải nhớ tới, cho nên nó đi ra vậy thôi. Chứ còn thật ra hay dân ca là nó phù hợp với cái bản chất của dân tộc của một nước đó thì đi ra nước khác nó không phù hợp nữa. Nhưng mà đi khi nào mà muốn cho phù hợp đó, là nó phải dễ cho người ta bắt chước theo. Và tôi có một cái kinh nghiệm khi mà tôi đi đâu tôi hát chơi đó, thì là cái bài mà hò hụi mà nói rằng hù là khoan, là hù là khoan, thì ai nào cũng làm dễ lắm, cứ là hù là khoan thì Tây nó làm theo dễ lắm, mà nước nào cũng làm hết. Thì bây giờ thế giới tôi đi đâu, từ bên Anh bên Mỹ thì tôi nó cứ nói hù là khoan, cái tất cả là hù là khoan, à là khoan, họ khoan, là hù là khoan, thì cái đó là dễ, là hù là khoan, thì những cái đó là có thể làm cho người ta nghe dễ dàng. Nhưng mà cái lời mình hát đó nó là tiếng Việt, thành ra rất khó. Nhưng mà cái thang âm đó là cái thang âm nó dễ dàng, nó gần với mọi người, tàn 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 tàn, cái đó là tàn 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 cũng còn dễ. Chứ còn những cái thang âm nào mà quá độc đáo, chẳng hạn như sa mạc, bồng mạc, đủ, nó luyến lái, nó không thể nào mà nước khác làm được. Thì cái những điệu nào mà có thể phổ biến được là cái thang âm nó giản dị mà tiết tấu nó nhẹ nhàng thì có thể được. Nhưng mà chúng ta không cũng chắc cũng không thể có cái tham vọng mà đưa phổ biến khắp trên thế giới, nhưng mà có thể làm cho thế giới chấp nhận để mà hát chơi với chúng ta, thì là những cái bài dễ dàng, chẳng hạn như điệu Cò Lá, hay là cái điệu Hò Hụi, Hò Khoan, hay một vài bài cái điệu Quan Họ. Chứ còn Lý Ngư Ô Đi Ngô có thể được, nhưng mà
Ligeo nó là đặc biệt theo cả miền Nam, nhưng mà cả bây giờ tất cả ba miền đều có thể đợt, thì cũng là cái loại đó, tức là hò sư sang xê không, cái thăng âm nó thăng âm dễ dàng. Dạ, thưa giáo sư, xin giáo sư cho biết là những cái nét độc đáo về múa rối nước, và chúng ta có thể làm cách nào để mà nhân rộng, để phổ biến cái múa, cái hình loại này trên thế giới được không? Năm 1978, tôi về để tôi gặp múa rối nước lần đầu tiên. Rồi tôi có đem ra một cái cuộn phim nhỏ, thì giới thiệu từ đó tới bây giờ thì múa rối nước bây giờ đã được lan rộng ra nhiều lắm rồi. Nên độc đáo của nó là cái gì? Bởi vì múa rối thường thường có múa rối tay, tức là đưa vào trong bao tay lên mà làm. Cái rối dây, tức là rút dây đây. Có múa rối sào, tức là có cái que, rối que, rối sào. Nhưng mà rối nước Việt Nam không phải que, không phải sào, không phải tay, không phải dây, mà lại múa, không phải dây mà múa rối sào. Bởi Việt Nam là không phải là múa rối que mà múa rối sào. Tức là cái sào nó dài ra 3-4 thước, còn cái que nó chỉ ngắn như thế này. Thì cái rối sào của Việt Nam mình nó phối hợp với dây và que. Điểm là điểm thứ nhất. Cái thứ nhì, không phải trên cạn mà nó ở dưới nước. Cái thứ ba là cái múa rối đó không phải là chỗ nào cũng có. Trên thế giới chỉ có hai chỗ có là Trung Quốc và Việt Nam. Mà Trung Quốc ấy, thì theo sách để lại nó có từ đời nhà Tống. Có đời nhà Tống nó có nhiều cái lắm. Nó có ví dụ như là quyền ti khôi lỗi, tức là dây treo lên. Tẩu tuyến khôi lỗi, tức là cái tay kéo sợi dây đi. Dục dược phát khôi lỗi, tức là đốt thuốc súng bắn lên thành con khôi sống. Nhục khôi lỗi, tức là những trẻ con bắt chước như con rối mà bằng thịt người múa ra. Rồi trượng đầu khôi lỗi, tức là bằng que. Rồi nó có cái sủy quậy lị, tức là múa rối nước. Nhưng mà nước Việt Nam, Bia Sùng Thiện Dân Linh 1121 có ghi lại rằng có múa rối nước từ lâu lắm rồi. Sau khi thấy nó hoàn chỉnh mới bắt đầu giới thiệu cho nhà vua. Lần đầu tiên tại sông Lô thì có những con rùa ngậm nước phun ra, có những nàng tiên tay chân quyến chuyển. Thì khi mà nói vậy, người ta đánh giá, người ta nói rằng múa rối nước Việt Nam có từ 1121, đâu phải thế. Nó đã có từ lâu mới đã đưa ra cho nhà vua. Rồi nhà vua xem xong rồi lâu lắm mới có cái bia nó viết ra. Thì cái đó, cái chuyện đó thì nhất định múa rối nước có thể có từ thời kỳ ít nhất là thế kỷ thứ 10. Thì do đó chúng ta thấy rằng cái đó nó đã xuất phát từ trong đất nước Việt Nam, là nơi có bao nhiêu là nước. Rồi nó gia truyền con nối mãi cho tới đời nay còn giữ lại. Cho nên trong khi đó sủy quậy lì bên Trung Quốc qua tới nhà Thanh là mất, không còn nữa, không còn nữa cho tới ngày nay. Thì bây giờ trên thế giới chỉ có đất nước Việt Nam là có múa rối nước. Cho nên do đó khi nào nói tới múa rối nước là không bao giờ ai nghĩ ai khác hơn là Việt Nam. Mà khi đó ông một giáo sư nghiên cứu về múa rối nước thì có một hôm thảo luận với tôi, nó không biết rõ rằng Trung Quốc vay mượn của Việt Nam hay Việt Nam vay mượn của Trung Quốc. Thì chúng tôi cũng không khẳng định được, nhưng mà tôi luận như thế này. Người Trung Quốc mà khi cái gì họ sáng tạo ra là họ cho một cái tên ngay. Chẳng hạn như cái đần cầm thì họ cho là chỉn, đần sắt thì họ cho là sư, đần tranh thì họ cho là trưng. Nhưng mà khi họ lấy cái đặt cái kèn mà kèn của nước của cái vùng mà nước Thổ Nhĩ Kỳ Ba Tư đó, thì cái chỗ nước Thổ Nhĩ Kỳ nó kêu bằng Zurna, đi qua Ba Tư nó kêu bằng Sorna, chuyển sang Ấn Độ nó kêu bằng Sanay, thì người Trung Quốc bắt trước cái lấy kêu bằng Sona, là Sona là phiên âm của chữ Zurna. Bây giờ coi chữ khuấy lệ nó là phiên âm hay là đặt ra. Chữ khuấy là một bên nhân, một bên chữ quỷ, có thể nó là hội ý, hình dáng như con người mà nó là con quỷ. Nhưng chữ lệ bên chữ nhân đứng bên ba chữ điền không có nghĩa gì hết. Đây là chữ phiên âm. Mà nếu phiên âm tức là mượn của ai đó không biết. Thì bây giờ chữ lệ, tại sao Việt Nam mình kêu bằng con rối? Có nhiều người nó tưởng con rối là do nó khôi lỗi mà ra, chứ biết đâu chữ khôi lỗi là do chữ rối mà ra. Mà chữ rối ngày nay, ngày xưa có thể nói là lối. Ngày nay chúng ta nói trời mà ngày xưa nó là lời. Thì ngày nay con rối ngày xưa nó lối, mà lối thì đưa ra lấy rất rất dễ dàng, có thể chuyện đó. Huống chi là trong đó cái người chánh là chú Tiểu, mặc váy mà không phải mặc quần, mặc khố mà không phải mặc quần, chứ không phải mặc váy, tôi xin lỗi, cái là cái khố chứ không phải cái quần. Thì cái đó là cái đặc biệt của Đông Nam Á, đặc biệt của cái vùng chúng ta đang ở và cả Đông Nam Á. Trong đó lời nói là lời nói tiếng Nôm nhiều hơn chữ Hán, không bao giờ có chữ Hán, không có bao giờ chữ Hán, nhưng trò chơi là trò chơi Việt Nam mà từ trong dân gian đưa ra. Mà huống chi nước, người ta hỏi tôi tại sao lại làm dưới nước,
tôi nói nước đối với Việt Nam vô cùng quan trọng. Chữ nước Việt Nam không phải chỉ nước mình uống thôi mà đất nước của chúng ta, quốc gia của chúng ta. Mà cái chuyện gì mà quan trọng nhất là cho nước ở đây. Cho nên công cha thì như núi Thái Sơn, mà nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Mà thói người Việt Nam sợ cái gì? Sợ bốn cái là thủy hỏa đạo tặc, cũng sợ nước trước hết thầy. Mà cái gì cần thiết để cho nhà nông để làm mà thành công? Nước phân cần giống, cũng nước là quan trọng nhất. Rồi cái chuyện gì cũng đó nước thầy, là khi nào mà muốn nói một chữ bình chí thì nước chảy đá mòn. Mà muốn nói không bao giờ thối chí thì còn nước thì còn tát. Cái gì nước cái là nước, còn khi nào mà nhớ ơn cũng vậy, là uống nước nhớ người đạo giếng, thì cái nước đối với người Việt Nam vô cùng quan trọng. Sông ngoài rạch không biết bao nhiêu trong đất nước Việt Nam, thì cái đó nó là một cái yếu tố để làm cho cái múa rối chúng ta có một sắc thái đặc biệt. Nước che giấu những cái chuyện mà chúng ta sắp đặt sẵn ở trước, mà nước nó minh mông, nước nó rọi nên mây, nước nó rọi trời, nước nó phóng khoáng, thì cái nước đó làm cho người Việt Nam, người nông dân lấy nước làm gốc, cho nên đưa ra cái múa rối đó. Chúng tôi nghĩ rằng múa rối nước là múa độc đáo của dân tộc Việt Nam, là sào phối hợp với dây, tay nhúng dưới nước, người đứng ở dưới nước mà làm như, cho nên nhờ cái nước nó đỡ lên mà làm những chuyện rất nặng mà làm được. Thì cái đó là ngày xưa Việt Nam không có học Francis Dachimet, không có học khoa học gì hết, mà lợi dụng được cái sức mạnh của nước để mà làm chuyện đó, đó cũng là thần tình. Cho nên chúng tôi rất lấy làm mà vui mừng khi mà đưa rối nước ra ngoài được bao nhiêu người trên thế giới chấp nhận, mà nhận thức đó là một cái múa rối đặc biệt Việt Nam. Thì bây giờ cái việc này múa rối nước khỏi có cần phải binh vực nữa, ai cũng nói múa rối nước là của Việt Nam. Xin giáo sư cho biết những cái nét độc đáo về thứ nhất là hát bộ, hát cải lương, hát chèo như thế nào? Có lẽ là hát chèo là xưa nhất, là bởi vì cái đó nó cái truyền thống trong dân gian ở miền Bắc nước Việt Nam, mà nó có rất lâu, cho nên người ta không biết có từ đời nào, nhưng mà có một cái câu mà nhịp đánh nhịp tám nhịp ở trong chèo, nó có Nam Vương Nam Binh Sắc Bắc Tướng, Diệt Bắc Tướng, Nam Thiên Sanh Vương, Nam Thiên Sanh Vương Thánh, Thánh Đinh Vương Xưng Đế, Toan Toan Cắt 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 Rục Cắt Cắt Toan 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 Ron Toan Cắt Cắt Toan Toan Cắt Toan Rắc. Thì cái tiếng tám đó có Đinh Vương Xưng Đế, người ta nghĩ rằng nhớ là cái ông vua Đinh ngày xưa, thì có thể là có thể có từ đời nhà Đinh mà trước nữa, mà đồng thời là nhà Đinh nó có những cái phong những cái chức ưu bà ở trong cung, tức là cái người mà hát hay. Thì cái điểm đó chúng tôi thấy rằng mặc dù không biết nó từ nào đời nào, nhưng mà nó có đã xa xưa rồi. Trong khi đó hát tuồng hát bội cũng có thể có, nhưng mà không thấy cái dấu vết. Chỉ thấy dấu vết mà rõ ràng nhất là khi mà Trần Hưng Đạo bắt được tại Bạch Đằng sau một cái trận chiến tranh 1288, thì bắt được Lý Nguyên Cát. Lý Nguyên Cát là người nhà Nguyên, tức là người cái thời kỳ Mông Cổ chiếm nước Trung Quốc, mà người đó thông thạo về nguyên kịch, chứ không phải là kinh kịch bây giờ, mà dựng cho chúng ta một cái vở Tây Vương Mẫu Hiến Bản Đào, còn ghi là trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thơ, tức là cái kịch mà Tây Vương Mẫu Hiến Bản Đào. Nó có cả gì mà tiếng hát bội đó, người ta nói rằng do nơi Trung Quốc đưa qua chứ cũng chưa chắc, Trung Quốc đưa qua điều chỉnh chứ chưa phải là Trung Quốc đưa qua để mà dạy cho chúng ta bắt đầu hát hát bội. Huống chi là sau đó thì nó có bao nhiêu chuyện thay đổi, bây giờ nó trong coi trong chi tiết thì nó khác ra rất nhiều, từ cách phát âm nó cũng khác, bộ điệu nó cũng khác. Khi mà vuốt râu thì là cái người Trung Quốc vuốt xéo ra ngoài, người Việt Nam vuốt vô trong, thì nó đi thì người Trung Quốc đi cách khác, người Việt Nam đi cách khác, lên ngựa cũng khác mà xuống ngựa cũng khác. Nó là cái phong cách đó, tuy là coi giống nhau bề ngoài mà nó khác, rồi giọng mặt nó cũng khác. Rồi cái thứ nhất là cái cách hát và những cái tiếng hát là vô cùng khác nhau hết. Thì cái hát chèo với hát tuồng nó có giống nhau một chỗ là bộ gõ vô cùng quan trọng. Tức là tiếng chèo có trống đế, mà hát bội thì có trống chiến và trống chiến, khi mà trống chiến trống trận. Nhưng mà tiếng trống đó là nó định hết thảy tất cả cái tiết tấu trên sân khấu. Do đó mà cái người cầm trống là cái người quan trọng ở trong hát chèo cũng như trong hát tuồng. Cái điều đó là điều hai bên giống nhau. Hai bên giống nhau có chỗ là âm nhạc nó có một vị trí quan trọng không thua gì cái lời nói. Và tức là nói thì ở trong hát chèo nó có nó lối xuân, nó lối sử, nó lối lịch, nó lối vãng bầu thuyền,
nói sử thì nó có sử xuân, nó có sử sầu, sử ghé rầu. Còn trong Nam, trong hát bội thì nó có lối xuân, lối bóp, lối sóc, tất cả mấy cái cách là nói lối đó. Rồi còn hát thì hát khách, hát nam. Còn trong chèo thì nó có những cái làn điệu từ, thì âm nhạc nó là quan trọng, mà cái vũ điệu cũng quan trọng. Tay múa của chèo khác, tay múa của hát tuồng khác. Rồi ngoài ra nó cũng có những cái tuồng tích, mà tuồng tích chèo thì dính trong dân gian, mà tuồng tích của hát tuồng thì phần nhiều lấy trong lịch sử, hoặc là lịch sử của Trung Quốc, hoặc là lịch sử của chúng ta. Nhưng có một cái khác đặc biệt nhất là ước lệ trong tuồng rất cao, mà ước lệ trong hát chèo rất ít. Ước lệ tức là cái phong cách nó làm thành được, nó không phải giống như cái cuộc đời thường, tí như cầm cái roi ngựa mà đưa lên mà đá suy chân là lên ngựa. Chứ còn cái chuyện đó mà còn cầm cái quạt mà xẹt ra mà che như vậy, đưa cái chuyện uống rượu thì cũng phải che cái quạt uống rồi đổ cái cuối cùng để lại, thì có phong cách nó có nhất định lắm. Khi mà cười thì cười như thế nào, ngó phải ngó như thế nào, chỉ ngón tay phải như thế nào, toàn là ước lệ. Thì trong tuồng cái ước lệ nó rất cao, mà chèo ước lệ rất ít. Chèo nó gần gũi với trong dân gian hơn. Còn cái ngôn ngữ thì là trong chèo nó là tiếng dân thường, tiếng nói thường nhiều hơn. Còn trong tuồng đó thì chỉ có lúa dặm là nói thường, chứ ngoài ra hát nam, hát xuân, nam xuân, nam ai, nam tẩu, nam chạy, nam đi, hát khách, khách tử, khách phú, khách hồn, khách tẩu mã đều là chữ Hán. Nhưng mà chữ Hán có dịch lại tiếng Nôm, luôn luôn hãy nói một câu chữ Hán thì lặp lại một cái ý đó bằng tiếng chữ Nôm cho cái người ta nghe. Nhưng mà cái phong cách đó là phong cách của những người nho sĩ, tức là nói theo phong cách chữ Nho. Thì hát tuồng nó có một cái chất văn chương cao hơn là hát chèo, kịch tính nó cũng cao hơn. Mà hát tuồng thì nó có đưa ra những cái chỗ mà tình tiết nó có những cái chỗ bi hùng. Còn hát chèo thì phần nhiều nó dính, nó có trào phúng nhiều hơn. Để cho cái trào phúng là cái chất nó mạnh ở trong chèo. Còn hát tuồng chỉ có giai hề mới có là làm cho người ta díu thôi, người ta cười. Nhưng mà phần nhiều cái chất bi hùng. Do đó mà hát tuồng, hát chèo, mặc dù là cổ, mặc dù là phải có bộ gõ, mặc dù là có làn điệu, nhưng mà ước lệ tuồng rất nhiều. Và tuồng tích nó lấy trong sử của Trung Quốc và sử của Việt Nam. Trong khi hát chèo lấy trong dân gian mà đưa ra những cái tánh xấu của con người, mà bình thường hoặc là nói láo, hoặc là sợ sệt, hoặc là này kia. Nhưng mà trong hát chèo nó có một cái vai, mà cái vai cũng cái vai hề đó, là cái vai hề nó có quyền nói đủ thứ hết. Còn cho nên thằng mỏ mà có thể nó làm cho mấy ông làng điên người luôn trong vở Khâm Thị Kính, thì cái đó là hai cái khác. Còn cải lương thì nó mới đây. Cải lương chỉ năm 1918, 17, 18 mới bắt đầu có cải lương. Mà khai sanh đầu tiên đó là cũng ngày xưa đó, là chỉ ca một bài ca tứ đại rồi đi ra bộ. Bùi Kiểm đi rớt trở về, rồi Bùi Ông Bắn Nhất nhúng trề, làm nhúng trề đó, thì làm ra thay vì ngồi ca thì đứng dậy ca. Cho nên kêu bằng ca ra bộ. Rồi ca ra bộ nó đi vào trong gánh hát xiệc, nó hát. Hát xong rồi sau đó người ta biết, nó thấy nó hát hay, nó mới đưa ra lần lần thành ra một cái vở nhỏ nhỏ. Rồi từ cái vở nhỏ nhỏ đó nó làm cái càng ngày càng dài ra. Thì cho đến năm 1918, gần 18, 17, 18 thì có một đêm đó rằng nói ca ra bộ mà hát ra tại cái rạp, tại rạp hồi xưa kia, một rạp Mô Đẹp này, để đặng cho rồng nam phun bạc giúp mẫu quốc đánh Đức tặc. Tức là lúc đó chiến tranh 14, 18 nước Pháp đánh với nước Đức, thì thành ra người Việt Nam hát đi lấy tiền giúp cho nước Pháp, nặng mà đưa vào cái góp vào chút đỉnh đánh giặc. Cho nên còn trong báo để là rồng nam phun bạc giúp mẫu quốc đánh Đức tặc, nó là khai sanh cái cải lương đó. Thì từ đó nó biến chuyển không biết bao nhiêu. Nhưng mà cải lương nó có một cái may là nó sanh ra vào thế kỷ thứ 20, nhưng mà ở lúc đó là cái lúc người Việt Nam bắt đầu muốn đổi mới. Cho nên lúc đó là cái lúc bắt đầu có ông thầy Ký Quần muốn tạo ra những nhạc cụ mới, sáng tác những bài mới, đưa ra ông Quỳnh Trí Phú lập ra một cánh cải lương, trong đó có nhạc mới của thầy Ký Quần. Nhưng mà sao hai người không được thuận với nhau, rất tiếc thành ra cái chuyện thí nghiệm đó có trong vòng vài tuần, một vài tuần rồi tắt luôn. Nhưng mà lúc đó là lúc muốn đổi mới, lúc đó là lúc những người đi chiến binh, đi binh Pháp đi về, đem những bài La Ma De Long về, đem bài La Ma Sê Dê về, thì thành ra mở màn lúc đó 1926-27 cải lương đó là Ma De Long hết. Ngõ cùng đồng bang xin cất tiếng cảm ơn kháng quan, ta đó là cái đó là cái của du nhập bên ngoài. Mà
cải lương nó có tính chất mới, cho nên nó đem cái nhạc thính phòng chuyển lên trên sân khấu, đồng thời cho có cả tranh cảnh. Mà cho có cả tranh cảnh là khác với cái quan điểm của tuồng. Tuồng và chèo, chèo thì không sân khấu, không có gì hết. Tuồng thì lại còn có chỉ lưỡng long tranh châu, một bên cửa sanh, một bên cửa tử. Nhưng mà tất cả cái sự mà chú ý của khán giả phải tập trung vào cái người hát. Còn cải lương thì còn tranh cảnh vẽ đền vua, vẽ đường đi, rồi tranh cảnh có đề co chánh, rồi có đề co phụ, rồi có những cái cánh gà, kia bằng cánh gà, rồi thì là có màn treo ở trước, rồi hát hạ màn, kéo màn lên. Cái đó là phong cách của phương Tây. Cho nên cái cải lương nó có một cái khác là ngôn ngữ thì ngôn ngữ bình thường, nhạc thì không có nhạc cổ mà nhạc từ tài tử đi lên, mà đề tài thì là đề tài thỉnh thoảng có những đề tài xưa thì kêu một tuồng cổ, nhưng mà có những cái tuồng mà do mình sáng tác tiểu thuyết kêu một tuồng xã hội, rồi ngoài ra đánh chiến tranh kêu một tuồng cắt bùm, rồi cái tuồng mà lấy cổ tích của Nhật Bổn, Ấn Độ rồi này kia đem như Ả Rập đem vô ngàn lẻ một đêm kêu bằng tuồng La Mã. Thành ra không biết tại sao kêu La Mã thì còn cái tuồng đó là tuồng ngoại lai đó. Rồi ngoài ra nó có những cái chuyện khác khác rồi được cái bài giọng cổ đưa vô. Bài giọng cổ cũng sinh ra từ 1778 của Sáu Lầu đưa vô. Mà tất cả đó, trung quy nó có một cái biến chuyển là nhờ nó có một cái tính cách chung là đồng và không tịnh. Tức là nó phá chấp, không phải nhất định theo một cái khuôn khổ nào mà có thể từ đó phát triển ra. Cho nên bài giọng cổ từ nhịp 2, nhịp đôi biến sang nhịp 8, nhịp 16. Rồi thì đó nó biến chuyển trên sân khấu, nó làm cho chúng ta thấy rằng cái cải lương là một cái hệ hình thức bộ môn nghệ thuật chấp nhận được nhiều cái chuyện bên ngoài, rồi thử thách, có thể làm giàu lên mà có thể làm mất đi một phần nào cái bản sắc dân tộc. Nhưng mà bây giờ nó đã định hình, cho nên cải lương đưa ra Trung Nam Bắc đều biết cái đó là của miền Nam, mà khi hát ra thì người ta cũng nhận thức đó là một hình thức sân khấu của chúng ta. Ở trong cải lương nó có rất nhiều loại cải lương, mà gần đây nhất trong mấy chục năm sau này nó có thêm cái cải lương Hồ Quảng. Mà cải lương Hồ Quảng đó là do những cái nét nhạc của Quảng Đông, tức là hát phảnh phá, hát trung bản rồi này kia, trung bản đó, thì toàn là những điệu nhạc của Trung Quốc. Mà nếu điệu nhạc Trung Quốc mà hát tuồng Trung Quốc thì rất phù hợp, bởi vì cái giai tuồng người Trung Quốc mà hát theo cái giọng Trung Quốc thì rất phù hợp, mà nó có cái cách làm cho mình thích thú lắm. Còn riêng trong cải lương mà không phải Hồ Quảng, nó cũng đã có những bản Quảng, tuy nhiên Sang Sĩ Liếu là bản Quảng, Khóc Hoàng Thiên là bản Quảng, Ngũ Điểm Bài Tà là bản Quảng, Sai Phỉ là bản Quảng, mấy cái bản Sương Chiều cũng là Sương Chiều Tú Anh đã cũng làm điệu Quảng. Thì cái điệu Quảng nó gần điệu nhạc Việt Nam mình lắm, cho nên nó làm cho người Việt Nam nghe mà nó có cái vẻ thích thú, nó lên nó xuống, nó uyển chuyển. Thì cái điều đó là nếu chỉ đem vô làm thêm một bộ môn thì tốt, nhưng nếu bộ môn đó mà nó lấn cái cải lương đi vô trong quên lãng, nó thay thế cải lương là sai. Làm như vậy thì chắc là cái bản chất của chúng ta là điệu Nam, điệu Bắc, điệu Quán, điệu Xuân Tình, Tây Thi rồi bỏ hết để mà làm chỉ toàn là trong bản như là phảnh phá không là sai. Nhưng mà nếu phảnh phá bị trong phản thêm vào để làm một đôi khi làm cho nó đẹp, hoặc là có một chục kính cải lương mà có hai ba kính Hồ Quảng không sao. Chứ nếu tất cả đều hát Hồ Quảng hát mà Hồ Quảng được ăn khách trên sân khấu, đẩy lùi cải lương vào trong bóng tối, điều đó là điều không nên. Dạ, thưa giáo sư, từ Á sang Âu đó thì giáo sư thấy rằng là người nước ngoài họ đánh giá như thế nào về các bộ môn sân khấu giáo sư vừa kể? Chúng tôi thấy như thế này, khi đi qua bên Pháp biểu diễn ngày mùng tháng 2 năm 1984, ba bộ môn biểu diễn lên trên sân khấu. Đêm đó là tôi giới thiệu ba bộ môn đó từ 8 giờ tối cho tới 6 giờ sáng trực tiếp trên đài phát thanh, thì người ta rất nghe, rất thích thú, người ta hiếu kỳ. Khi đó có một cái trường là trường dạy về Comédie Française, thì họ tới họ tìm hiểu đó, họ muốn hỏi hát tuồng, là bởi vì họ thấy hát tuồng nó có nhiều cái bí hiểm lắm, mà người thi khi có cái bí hiểm thì muốn ta phải tìm được cái bí hiểm đó, cho nên người ta hỏi. Thì do đó người ta thấy cái ước lệ trong hát tuồng làm cho người ta giật mình. Bây giờ đó, thì chúng tôi biết rằng mới gặp ở Quảng Nam Đà Nẵng đây, thì cái gánh hát của nhà hát Nguyễn Hiển Dĩnh trong năm rồi nó diễn trên 3.500 du khách đi tới xem, mà từ đầu năm tới bây giờ trên 1.200 du khách đi tới xem hát tuồng, mà đêm nào họ xem hát tuồng họ cũng vẫn thích thú. Thì tức là nó có một cái gì hấp dẫn chứ không phải không.
nó có cái ước lệ, mình nếu mình giải thích được một chút xíu ước lệ đó, giống như mình đưa cái chìa khóa cho người ta đi tìm vào thì người ta thấy thú vị. Mà hát chèo thì cũng không phải không thích thú, là bởi vì anh Bùi Đức Hạnh đưa ra cái dàn hát chèo biểu diễn năm rồi ở tại cái vùng Limousin, dân tộc ở trong nhà quê không có biết hát chèo là cái gì hết và không biết tiếng Việt Nam gì hết, vẫn theo dõi thích thú là nhờ biết cách trích đoạn, biết cách làm ra liều lượng vừa phải, thì đưa ra cả nguyên một vở hát chèo nhất định thất bại. Nhưng đưa ra một lớp thị màu lên chùa, đưa ra một cái lớp suy văn gia dạy, nó vừa có màu sắc, nó vừa có những cái điệu vũ, điệu múa, thì cái nhìn nó đi đôi với cái nghe thì là thích thú. Mà cải lương cũng vậy, cải lương mà khi mà mỗi năm Việt Kiều hát ở bên Pháp, không phải là người Việt Nam coi, người nước ngoài coi cũng theo dõi được, là khi mà mình giải thích được thì người ta hiểu. Cho nên tôi luôn luôn tôi nhắc, tôi có một câu mà của Romain Rolland viết trong cuốn Roman Jean-Christophe đó. La musique, quoi qu'on dise, n'est pas une langue universelle. Il faut toujours l'arc des mots pour faire pénétrer la flèche des sons dans le cœur de tous. Âm nhạc cũng như kịch nghệ, cũng như tất cả bộ môn nghệ thuật, không phải là một tiếng nói đại đồng. Luôn luôn phải nhờ cái tên của tiếng nói để bắn cái cung âm thanh vào trong lòng mọi người, tức là phải giải thích và giải thích cho nó đúng từng mực. Bởi vì mình đi coi, ta coi hát chứ không phải đi nghe của một cuộc diễn thuyết. Nếu mình giảng nhiều quá thì mình diễn thuyết, mà mình không giảng gì hết thì không ai biết được. Cho nên nói một đôi chút để mà đưa người ta lần vào một cái bộ môn đó thì người ta sẽ hiểu. Thì do đó chúng tôi thấy rằng ba bộ môn đều có cái giá trị của nó, mỗi một cái nó có một giá trị đặc biệt. Cải lương nó có cái màu sắc mới, nó có những cái phong cách nhẹ nhàng, nó gần gũi với trong dân gian, nó không có cái ước lệ, nhưng mà nó chưa có được một cái nghệ thuật mà định hình mà cố định. Nó có một cái ước lệ, nó có những cái tinh vi, mà ước lệ tinh vi đó có khi tuổi trẻ không thấy được cho nên không thích, nghe nó la sùm chứ không. Nhưng mà cái đó là cũng là cái sai, cái người hát bội mà la nhiều quá là cũng sai. Tuy là phải la lớn nhưng mà nói cũng phải phát âm tròn vành rõ chữ, tránh những cái trại bẹ hớt trước. Mà cái trại bẹ hớt trước đó đời nay bây giờ cũng không biết, mấy trẻ em có lẽ không biết, nghe cái tiếng đó cũng lạ. Múa thì làm sao tay trắng tay đen nó là như thế nào, tay trắng thế này mà tay đen thế này, làm sao cho hai tay đừng có gặp nhau. Cho nên múa luôn luôn là vậy, cái tay luôn thế này, chứ không có phải múa thế này mà không phải múa thế này, là chuyện đó. Rồi ngoài ra đó thì nó còn gian quay xỏ néo đứng toàn những cái danh từ mà trong nhà nghề mới biết, thì mấy cái đó mấy em không biết. Thì chẳng những không, nếu không biết thì làm sao thương, không biết không thương thì làm sao mà tiếp tục để mà giữ nó. Cho nên cái điều đó tôi thấy rằng rất tiếc là ở trong, ngay cả như trong các trường học mà lớp phổ thông không có bao giờ có những cái lớp mà nói chuyện về dân ca hay về tuồng, hát tuồng này kia. Trong khi ngày xưa chúng tôi học theo cái chương trình của thuộc địa, phải học Racine, Corneille, Molière thuộc lòng gần chết luôn, mà biết mấy ổng lại hết. Trong khi đó bây giờ không ai biết cụ Đào Tấn là ai, không ai biết cụ Nguyễn Hiển Dĩnh là ai. Những người đã viết những cái vở tuồng hết sức là độc đáo, rất là hay, văn chương rất là hay, mà tình tiết cũng hay, không ai biết hết. Thì điều đó là điều đáng buồn. Nhưng mà thật ra bây giờ trên thế giới mà nếu đưa ra nói chuyện thì là hát tuồng là người ta sợ nhất, hát chèo người ta thích vì cái chuyện mà màu sắc dân tộc, hát cải lương người ta thích ra một cái chuyện gì mới lạ, nó gần với cái loại operette của bên phương Tây, nhưng mà không giống hẳn operette phương Tây. Nếu nó giống hẳn operette phương Tây thì không ai ưa. Nó nhờ có được những cái nét nhạc độc đáo của cải lương. Thì do đó chúng ta thấy rằng mỗi một hình thức bộ môn trong sân khấu của chúng ta, ngoài ra còn kể cái bài tròi ngày xưa cũng lý thú lắm, nhưng ngày nay bắt đầu biến chuyển bài tròi gần giống như cải lương. Nhưng mà cái đó là từ đất lên vàng, nó từ năm 1930, nó đã biến chuyển thành ra hình thức sân khấu. Chứ ngày xưa bài tròi đó, một người mà hát ba bốn giai giống như cái loại pansori của người Nam Triều Tiên, Bắc Triều Tiên. Hai dân tộc đó có cái pansori mà miền Nam Triều Tiên còn giữ, Bắc Triều Tiên đã mất rồi. Thì một người mà đóng vai rất hay thì có những cái hình thức đó, do cho chúng thấy rằng hát tuồng không giống kinh kịch, nó giống trong màu sắc chút đỉnh mà nó khác hẳn điệu nô, điệu kabuki, nó khác hẳn cái pansori của Triều Tiên. Thì điều đó là điều vui lắm, chứ nếu nó giống nhau hết thì không còn gì lý thú. Do cái chỗ khác nhau đó mà có cái sắc thái Việt Nam, cũng như cái hát tuồng Việt Nam khi mà bước ra người nào nắm được thì thấy bây giờ chúng ta có cái phần sự là phải nói rõ cái sắc thái chúng ta là ai để cho người ta biết chúng ta là ai.